language skills more directly. This is vastly superior to taking generic courses that try to prepare you to speak a language fluently, someday, instead of right away. Despite this, I recommend sometimes returning to a traditional language course, especially if you find one more appropriate to your needs than those with a spoken focus, such as teach yourself, colloquial, and assimil courses, and go through the course recommendations alone or with a teacher. As long as you solve your biggest spoken issues first, this way you are working on your day-to-day issues in tandem with the more general issues in topics you need to cover in this language. This gives you a more immediate experience and you can work on your language skills more directly. Điều này sẽ đưa cho bạn nhiều cái trải nghiệm tức thì hơn. Và bạn có thể thực hành với các kỹ năng ngữ của bạn một cách trực tiếp hơn. This is vastly superior to take generic courses that try to prepare you to speak a language fluently. Someday is the right way. Điều này vượt trội hẳn hơn so với việc tham gia các khóa học chung. Đó là cố gắng chuẩn bị cho chuẩn bị để cho bạn có thể nói một cái ngôn ngữ trôi chảy một ngày nào đó thay vì nghe lập tức. Hiểu rồi. Tức là cái khóa những cái học chung á thì nó thường chuẩn bị cho bạn để mình nói ngôn ngữ trôi chảy một ngày nào đó thay vì ngay lập tức. Và những khóa học khác thì thường nó sẽ như vậy. Còn cái phương pháp của cái vị này thì họ tập trung vào việc nói ngay từ lúc đầu luôn. Despite this, I recommend sometimes returning to a traditional language course, especially if you find one more appropriate to your needs than those with a spoken focus, such as teach yourself, colloquial, and assimil courses, and go through the course recommendations alone or with a teacher, as long as you solved your biggest spoken issues first. Mặc dù vậy, tôi vẫn đề nghị, tôi vẫn gợi ý, thỉnh thoảng thì tôi vẫn gợi ý cái việc mà quay trở lại tham gia những khóa học truyền thống. Đặc biệt, nếu như bạn tìm được một cái khóa học mà nó phù hợp với nhu cầu của bạn hơn là những cái mà những khóa học mà tập trung vào giọng nói, ví dụ như dạy chính bạn cái colloquial là gì đây, tức là tên những cái khóa gì đó, và thông qua những cái khóa học mà và xem qua các đề xuất khóa học một mình hoặc là với một giáo viên, miễn là bạn có thể giải quyết những cái vấn đề nói lớn nhất của mình trước. This is why you are working on your day-to-day issues in tandem with the more general issues and topics you need to cover in this language. Bằng cách này, bạn đang giải quyết những cái vấn đề hàng ngày của mình song song, in tandem, song song với những cái vấn đề vấn đề thông thường và những cái topic, những cái chủ đề mà bạn cần phải đề cập trong cái ngôn ngữ này. When you come to an aspect in your course that you don't feel is super relevant to you right now, skip it.
This might be, say, a grammar feature you don't see as fitting your triage system. Good courses tend to have relevant information pop up at the right times. But when a course is very tourist-focused, it may include something like how to ask for directions, which would not be a priority for you if you're preparing for a Skype lesson and would prefer to ask your conversation partner what he or she did that day. When you come to an aspect in your course that you don't feel is super relevant to you right now, skip it. Khi mà bạn đề cập đến một cái khía cạnh trong cái khóa học của bạn mà bạn không cảm thấy là nó, mà bạn không cảm thấy nó phù hợp, nó liên quan đến bạn ngay bây giờ, thì hãy skip it, bỏ qua nó. This may be, say, a grammar feature you don't see as fitting your triage system. Có thể nói là đây có thể là một cái tính năng ngữ pháp mà bạn không có nhìn thấy như là phù hợp với hệ thống phân loại của mình. Good courses tend to have relevant information top up at the right times. But when a course is very tourist focused, it may include something like how to ask for directions, which could not be priority for you if you are preparing for a Sky lesson and would prefer to ask you a conversation partner what he or she did that day. Những cái khóa học tốt ấy, thì nó sẽ hướng tới cái việc mà đưa ra những cái thông tin liên quan vào cái thời điểm phù hợp. Nhưng khi một cái khóa học rất là tập trung vào cái việc du lịch ấy, thì nó sẽ bao gồm một cái gì đó giống như là làm thế nào để hỏi về cái việc hướng dẫn về chỉ đường này đó. Cái mà sẽ không phải là cái ưu tiên cho bạn nếu mà bạn đang chuẩn bị cho những cái bài học Sky, bài học gọi giao tiếp qua Sky, và có thể phù hợp. Và for lesson Sky là tham gia những bài học trên Sky và muốn hỏi cái người bạn giao tiếp của mình là anh ta hoặc anh ta làm gì trong ngày hôm đó. Thì khi đó những cái câu mà về tourist focus này nó lại không phù hợp vào cái thời điểm mà mình đang chuẩn bị hỏi về cái việc mà người ta làm trong ngày đó. Thì lúc này ngài nói rằng là nếu như cái khóa học mà nó không có liên quan đến bạn ngay cái thời điểm bây giờ thì hãy bỏ qua nó. Tức là cái khóa học mình đang học với lại cái mà mình đang cần sử dụng nó không có liên quan với nhau, thì mình có thể là skip it, bỏ qua cái khóa học đó. Concentrating on a triage system of learning requires a much more active effort on the part of the learner. Take an active role in your language learning story and you'll go much further. Concentrating on a triage systems of our learning requires a much more active effort on the part of the learner. Cái việc tập trung vào cái hệ thống học theo từng phần triage system là hệ thống học từng phần, thống từng phần, thì yêu cầu nhiều cái nỗ lực một cách chủ động về cái phía của người học, tức là đòi hỏi về phía học có một sự nỗ lực chủ động ha. Take an active role in your language learning story and you'll go much further. Hãy đóng cái vai trò tích cực trong cái việc học ngôn ngữ, trong cái câu chuyện học ngôn ngữ của bạn, và bạn sẽ đi tiến xa hơn nữa. But I can't understand the reply. But I can't understand the reply. Bởi vì chúng ta sẽ qua tiếp một cái phần nữa, đó là cái suy nghĩ rằng nhưng mà tôi không thể hiểu cái câu trả lời. Rồi.
Biết hôm nay chị Trang có đọc được không nhỉ? Dạ được cô ạ. Rồi em sẽ cố gắng, biết sợ mọi người nghe ồn nhưng mà chắc là cô nghe được em không ạ? Được cô ạ. But I can't understand the belief. Nhưng tôi không thể hiểu câu trả lời. Tiếp cô ạ. Mình nghe là chị ấy nói cô nghe thấy không cô? Chị Trang có đang nói không nhỉ? Dạ em Chị đang nói đấy ạ, cô nghe thấy không ạ? à, mình tra lại âm thanh thôi nào. Nếu mà cô nghe thấy ồn quá thì thôi ạ. Thanh đúng mà. Chị Duyên ơi, chị Duyên thì nói em nghe cái nào. Hello, nghe là chưa cô Thảo? Hello. Rồi, giờ nghe được rồi. Chị Bình Trang nói, chị Bình Trang có đọc được không nhỉ? Cô nghe em nói không ạ? À? Cô có thấy ồn không ạ? Dạ, giờ em nghe được rồi. Yeah, Okay, okay, em now đọc you've ạ. been focusing on what you want to say. There is another person in the equation, however. And that person may not come up with the replies you were expecting, and therefore the dialogue you have studied. Up to now, I've been focusing on what you want to say. There is another person in a equation, however, and that person may not come up with the replies you were expecting, and therefore the opinion you have studied. Cho đến nay, tôi tập trung vào cái việc tập trung vào những cái gì mà bạn muốn nói. Có một vài người khác trong cái phương trình. Tuy nhiên, cái người đó thì không thể đưa ra cái câu trả lời, không thể đưa ra cái câu trả lời mà bạn mong đợi. Và do đó cuộc đối thoại mà bạn đã nghiên cứu kết quả most things you will hear at the start of your language learning adventure will seem incomprehensible. It is essential to accept this and not be so surprised by it. Other people will be hard to understand, especially at first. Audio lessons associated with courses tend to be recorded in soundproof rooms with people speaking unnaturally slowly and clearly. Audio files that you can pause and replay are quite different from what someone less experienced teaching foreigners might say, even if that person is technically saying the same phrase. You will hear at the start of the language learning event tour, you seem incomprehensible. Hầu hết những cái điều mà những cái điều bạn nghe khi bắt đầu cái cuộc ngoại ngữ của mình sẽ có vẻ không thể hiểu được. It is essential to accept this in phải chấp nhận điều này. Không quá ngạc nhiên bởi nó. Other people, đặc biệt là cái lần đầu. Audio lessons are so chaotic with tend to be recorded
in South rooms with people speaking unnaturally, slowly and clearly. Các cái bài học quan đến các khóa học có xu hướng được ghi lại trong phòng cách âm với những người nói chậm và rõ ràng một cách bất thường. Audio files that you can pause and replay are quite different from what someone less experiences teaching foreigners might say. Even if that person is technically saying the same phrase. Các cái tệp âm thanh mà bạn có thể tạm dừng và phát lại hoàn toàn với những gì một người ít kinh nghiệm dạy người nước ngoài có thể nói, ngay kể khi về mặt kỹ thuật người đó đang nói cùng cụm từ. Em sợ mọi người nghe ồn quá nên là cô để cô mời chị Duyên đi ạ. Tại vì trên xe nó hơi ồn ạ. Cô mời chị Duyên ạ. This is why I don't try to understand an entire phrase in the early stages. Listen for any particular words or segments of a person's speech that you can understand. And extrapolate what is being said from that. We do this all the time, even in our native languages. If I were to talk to you over a bad telephone connection and you heard me say, dinner, 6 p.m., think? With everything else drowned out by noise or static, it would be reasonable for you to extrapolate that I'm inviting you out for dinner and I perhaps ended with, what do you think? This is why I don't try to understand an entire phrase in the early stages. Đây là lý do tại sao tôi không cố gắng hiểu toàn bộ một cụm từ trong giai đoạn đầu. Listen for any particular words or segments of a person's speech that you can understand and extrapolate what is being said from that. Lắng nghe bất kỳ từ hoặc phân đoạn nào cụ thể trong bài phát biểu của một người mà bạn có thể hiểu được và hoài nghi những gì đang được nói từ đó. We do this all the time, even in your native language. Chúng ta làm điều này mỗi lúc, thậm chí ngay cả bằng tiếng mẹ đẻ của chúng tôi. If I were to talk to you over a bad telephone connection and you heard me say dinner 6 p.m. thì nếu tôi đang nói chuyện với bạn qua một kết nối điện thoại kém và bạn nghe thấy tôi nói bữa tối 6 giờ tối nghỉ. With anything else wrong out by noise or static, it would be reasonable for you to extrapolate that I'm inviting you out for dinner and I perhaps ended with what do you think? Với mọi thứ khác bị áp bởi tiếng ồn hoặc tĩnh sẽ hợp lý khi mà bạn ngoại xê rằng tôi đang mời bạn đi ăn tối và có lẽ tôi đã kết thúc bằng bạn nghĩ sao? Please. I consider my progress in language learning comprehension to be nothing but a constant attempt to improve the quality of this telephone call.
It's very fuzzy at first and gets clearer with time. I may start with only understanding one word out of every 100, but after a few days, I pick up two or three more words, then 10, and so on. I consider my progress in language learning comprehension to be noting, but a continued attempt to improve the quality of this telephone call. Tôi coi sự tiến bộ của tôi trong khả năng hiểu ngôn ngữ không gì khác ngoài nỗ lực không ngừng để cải thiện chất lượng của cuộc gọi điện thoại này. It's very fuzzy at first and gets clearer with time. Lúc đầu nó rất lờ mờ và dần dần rõ ràng hơn theo thời gian. I may start with only understanding one word out of very 100, but after a few days, I pick up to achieve more words, then 10, and so on. Tôi có thể bắt đầu chỉ hiểu một từ trong số 100 từ, nhưng sau vài ngày, tôi có thể bắt kịp thêm 2 hoặc 3 từ, rồi 10 từ, và tiếp tục tăng lên. Next, please. So rather than thinking I don't understand, imagining that what you just heard could be anything, realize that it can't be anything, it has to be related to what you were just talking about. Within reason. What is this person likely to be saying in this context? Which single word or words did you understand, and based on that, what can you imagine with reasonable confidence was said back to you? So rather than thinking I don't understand, imagining that what you just heard could be anything, rely that it can be anything. It had to be related to what you were just talking about within reason. Vì vậy, thay vì nghĩ rằng tôi không hiểu, tưởng tượng rằng những gì bạn vừa nghe có thể bất cứ điều gì, vừa nghe có thể là bất cứ điều gì, hãy nhận ra rằng nó không thể là bất cứ điều gì. Nó phải liên quan đến những gì bạn vừa nói về nó. Mà trong phạm vi lý do. What is this person likely to be saying in this context? Which single word or words did you understand? And based on that, what can you imagine? With reasonable confidence was said back to you. Người này có khả năng đang nói gì trong bối cảnh này? Bạn đã hiểu những từ hoặc từ đơn nào? Và dựa vào đó, bạn có thể tưởng tượng điều gì với sự tự tin đã được nói lại cho bạn? Với sự tự tin hợp lý đã được nói lại cho bạn. Next, please. My 2-hour Polish experience. My 2-hour Polish experience. Trải nghiệm tiếng Ba Lan trong 2 giờ của tôi. Next, please. Cái phần vừa rồi rất là hay này cả nhà. Em xin phép chia sẻ một tí xíu ha. Và mình không chỉ đọc sách mà mình nên thảo luận với nhau, vì cái này nó chia sẻ về phương pháp học. Khi chúng ta thảo luận thì chúng ta sẽ nắm được cái nội dung hơn, và mình đọc sách này thì mình sẽ áp dụng vào cái việc mà mình học tiếng Anh của mình speak của mình luôn ha. Thì ở đây tác giả nói là cái ngày đầu tiên ấy, có thể mình chỉ nghe được 1-2 từ trong cả một cái câu của người ta, rồi sau đó nó sẽ tăng lên rồi đến khi mình nghe được 10 từ, và cứ tiếp tục như vậy.
thông thường thì mình sẽ set up, mình sẽ nghĩ rằng là mình sẽ nói rằng là tự mình ấy, mình sẽ nói với mình là mình không hiểu người ta đang nói cái gì. Và cái không hiểu này nó sẽ giới hạn mình lại, nó sẽ ngăn cản cái việc mình cố gắng giao tiếp và có thể tiến bộ trong giao tiếp. Mọi người thử quan sát lại mình khi mà mình học tiếng Anh từ trước đến giờ, mình rất là ngại giao tiếp, bởi vì mình không nghe, mình nghe mình không hiểu người ta nói gì thì sao mình nói lại được. Nhưng đây tác giả có một cái tâm thế, đó là chấp nhận mình không hiểu, bởi vì điều đó là bình thường, điều đó là hiển nhiên, bởi vì mình là người học ngôn ngữ mà, và mình là người bắt đầu học ngôn ngữ thì chắc chắn là mình không hiểu. Với cái bài học đầu tiên đó, mình phải chấp nhận là mình không hiểu và mình thấy điều đó là bình thường. Khi mình thấy là bình thường, mình sẽ không có ngại, không có xấu hổ nữa, nên mình vượt qua được cái rào cản đầu tiên của mình. Cái tiếp theo là tác giả hướng dẫn cho mình một cái rất là hay, đó là mình phải tập loại suy cái suy nghĩ của tác giả và của cái người người giao tiếp với mình ấy. Người ta không thể nói bất cứ một cái điều gì được, mà người ta phải nói cái vấn đề mà liên quan đến cái câu trước của mình, vì trong hội thoại mà, trong giao tiếp mà, người ta không thể nói chuyện trên trời dưới biển, không thể nói tùm lum tà la được, mà nó phải liên quan đến cái câu trước, những cái câu trước. Nên mình phải kết nối. Và người ta nói 10 câu nhưng mà mình nghe được vài từ là mình phải đoán được cái ý của người ta để mà mình giao tiếp. Thế thì mình tập, mình phải tập làm cái đó thật. Quyển sách này ông ấy nói là ngay cả khi cái vốn tiếng Anh của bạn rất ít thôi là bạn phải bắt đầu bạn luyện nói đi, chứ bạn đừng có chuẩn bị học để chuẩn bị cho một cái fluent in the future. Đừng có chuẩn bị cho một cái sự trôi chảy trong tương lai, mà mình phải thực hành từ bây giờ thì mới có được cái sự trôi chảy trong tương lai. Mình phải bước chân đi thì mình mới đến được đích. Còn mình cứ ngay cái bước chân đầu mình e ngại mình không bước được. Đó. Cho nên là cái phần, những cái lời chia sẻ của tác giả rất là hay luôn đấy. Rồi. Mời chị Duyên tiếp tục nha. Dạ. Yeah. When I visited Poland to speak at a conference, I was too preoccupied with my TED presentation in English to spend time learning the language. Over the long term, I usually tend to do. Khi tôi đến thăm Ba Lan để phát biểu tại một hội nghị, tôi đã quá bận tâm đến bài thuyết trình test của mình bằng tiếng Anh để dành thời gian học ngôn ngữ này về lâu dài như tôi thường làm. I did, however, manage to invest 2 hours in learning a little of the language, and I was able to use my Polish after such a very short learning period, despite its notoriety for being among the hardest language to learn. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng đầu tư 2 giờ để học một chút ngôn ngữ, và tôi có thể sử dụng tiếng Ba Lan của mình sau một thời gian học rất ngắn, mặc dù nó nổi tiếng là một ngôn ngữ khó học nhất. You can learn from my experience. Here's a step-by-step guide to your own first Skype language session, if you want to give it a try. You can learn from my experience. Bạn có thể học hỏi từ kinh nghiệm của tôi,
It's a step by step guide to your own first sky language session. Dưới đây là hướng dẫn từng bước cho phiên ngôn ngữ Sky đầu tiên của riêng bạn. If you want to give it a try, nếu bạn muốn dùng thử. Next list. Want to write book to learn more, to learn some basic phrases related to your anticipated first conversion and repair other phrases using a dictionary. Sử dụng sách cụm từ để học một số cụm từ cơ bản liên quan đến cuộc trò chuyện đầu tiên mà bạn mong đợi. Và chuẩn bị các cụm từ khác bằng cách sử dụng từ điển. For example, I just started learning Polish. I am going to Poland soon. Ví dụ như, tôi chỉ vừa mới bắt đầu học tiếng Ba Lan. Tôi sẽ sớm đến Ba Lan. Mời cô Thảo. Since you'll be using a computer, look up online words in the dictionary that you think will come up in the conversation with your teacher, knowing that they will be encouraging you to do most of the talking. Yeah, mời chị viết nha. Since you'll be using a computer, look up online words in the dictionary that you think we can up in the conversation with your teacher. Now that they will be encouraging you to do most of the thing as a topic. Bạn sẽ sử dụng máy tính trong lúc mà học online, tra cứu từ online ở từ điển. Vì vậy tôi nghĩ rằng nó sẽ trở thành cuộc nói chuyện, một cuộc trò chuyện cùng với giáo viên của mình, và hiểu rằng bạn sẽ họ sẽ khuyến khích bạn sử dụng, khuyến khích bạn thực hiện thống nhất các bài học. Chị Vĩnh chỉnh cái quạt á, nó check cái mic của mình, nói đi cái thiết bị của mình đi một tí xíu cho gió nó đỡ vào. Open a text document on screen to use as a cheat for words you aren't confident you will remember. Have several dozen prepared. Want a text document on screen to use as a cheat for words you aren't confident you will remember. Have mở một tài liệu trên màn hình và để sử dụng làm gian lận và cho các từ mà bạn không chắc chắn gì nhớ. Have several dozen prepared và chuẩn bị sẵn vài chục cái. Whenever your teacher says a word you don't know, ask him or her to type it in the chat window. Then copy it and paste it into Google Translate or a better language-specific dictionary for a list of completely free online dictionaries by language. Please see phi3m.com/dict closing parenthesis. Whenever your teacher say a word you don't know, ask him or her to type it in the chat window, then copy it and paste it into Google Translate or a better language specific dictionary for a list of completely free online dictionaries by language. Please see
by 3 a.m. Come this. Bất cứ khi nào giáo viên của bạn có những từ mà bạn không biết, hãy hỏi anh ấy hoặc cô ấy về cái mẫu của nó, nhập cái từ đó vào cửa sổ nói chuyện, sau đó copy và dán nó lên Google dịch, hay là tốt hơn là các từ điển dành riêng cho ngôn ngữ, và có một loạt các danh sách từ điển trực tuyến hoàn toàn miễn phí. Và hãy vui lòng xem cái trang FB3 đấy. When I connected with my teacher via Skype, thanks to my prepared voices. Khi mà tôi kết nối với cả giáo viên của mình qua Skype nhờ những cụm từ đã chuẩn bị sẵn, I manager to keep my side of the conversation going for half an hour. Tôi cố gắng giữ được cái cuộc trò chuyện trong vòng nửa giờ. Only Polly came out of my mouth, but of course I was sitting with my prepared vocabulary list. Chỉ có tiếng Ba Lan thoát ra từ miệng của tôi, và nhưng mà trong khóa học tất nhiên tôi đã ăn gian cùng với một loạt các danh sách từ vựng chuẩn bị trước. During this half hour, there were many times when I didn't understand, and I admitted that. There were times when I wanted to say something very simple but didn't have the words or couldn't look up the words quickly enough, so I had to try to change the subject. It was far from perfect, but as I keep saying, it will always be far from perfect. Just less so with time. During this half hour, there were many times when I didn't understand, and I admitted that. Trong suốt nửa giờ này, có nhiều lần mà tôi không thể hiểu được, và tôi vẫn thừa nhận điều đó. There were times when I wanted to say something very simple, but didn't have the words or couldn't look up the words quickly enough. Và có nhiều thời gian khi mà tôi muốn nói một vài cái gì đó thật đơn giản, nhưng tôi không thể có từ hoặc là không nhìn được từ đó thật nhanh, đủ nhanh. So I had to try to change the subject. Và vì vậy tôi sẽ cố gắng để thay đổi chủ đề. It was far from perfect, but as I keep saying, it will always be far from perfect, just less so with time. Nó sẽ rất lâu tiến tới sự hoàn hảo, nhưng tôi sẽ vẫn nói, và chỉ là thường xuyên. Nó sẽ luôn luôn rất là lâu mới hoàn hảo, và nó chỉ là ít hơn so với thời gian. Dạ, em mời cô ạ. Next, I had another half hour to improve on what I had done during the first conversation plus prepare specific questions for a friend, Goshka, whom I was meeting in a mall. Next, I had another half hour to improve on what I had done during the first conversation, plus prepare specific questions for a friend, Goshka, whom I was meeting in the mall. Tiếp theo, tôi có thêm nửa giờ để mà cải thiện những cái gì mà tôi đã làm trong suốt cái
cuộc hội thoại đầu tiên, cộng với việc mà chuẩn bị thêm những câu hỏi cụ thể cho một người bạn tên là Goska, cái người mà tôi đã gặp ở trong một cái trung tâm mua sắm. I wanted to record this first ever in-person interaction in Polish on camera. So the first question I asked her when we met was, is it okay if I record this conversation? Of course I couldn't find this phrase in my dictionary, so I just went with, problem with camera? And pointed at it, fully aware that my grammar was way off. But she understood me and said, no. I wanted to record this first ever... I wanted to record this first ever in-person interaction in Polish on camera. So, first question I asked her when we met was, is it okay if I record this conversation? Tôi rất là muốn, tôi đã muốn ghi âm lại cái cuộc gặp, cái tương tác đầu tiên một cách trực tiếp này trong cái tiếng Ba Lan, Polish là Ba Lan, bằng camera. Do đó cái câu hỏi đầu tiên mà tôi đã hỏi cô ấy khi mà chúng tôi gặp nhau đó là có ổn không nếu mà tôi record cái cuộc hội thoại này, tôi ghi âm cuộc hội thoại này. Of course, I couldn't find this phrase in my dictionary, so I just went with problem with camera and pointed at it, fully aware that my grammar was way off. Dĩ nhiên là tôi không có tìm thấy cái cụm từ này trong cuốn từ điển của tôi, cho nên tôi chỉ có thể nói với một cái câu là có vấn đề gì với camera không, và chỉ vào nó, ý thức một cái hoàn toàn rằng cái ngữ pháp của tôi đã biến mất. But she understood me and said no. Nhưng mà cô ấy hiểu được tôi và đã nói là no. I went on to ask her what she was doing today. Even though I already knew what she was doing, I had already invited her out for a coffee and to meet up with some readers of my blog. So when she said that, I can only confidently say that I understood coffee, blog, and Benny, as in Benny's blog. But based on those words coming up in the question I had asked, I understood what the entire phrase was likely to have been. I went on to ask her what she was doing today, even though I already knew what she was doing. I had already invited her out for a coffee and to meet up with some readers of my blog. Tôi hỏi cô ấy rằng cô ấy đã làm gì ngày hôm nay, mặc dù là tôi đã biết cô đã làm gì. Và tôi cũng đã mời cô ấy đi cà phê và gặp gỡ với những cái người, những cái bạn đọc của cái blog của tôi. So when she said that, I can only confidently say that I understood coffee, blog, and Benny, as in Benny's blog. But based on those words coming up and the question I had asked, I understood what the entire phrase was likely to have been. Vì vậy, khi mà cô ấy nói những điều đó, tôi chỉ có thể tự tin nói rằng tôi hiểu cái từ coffee, blog, and Benny trong cái cụm Benny's blog. Nhưng mà dựa trên những cái từ này và cái câu hỏi mà tôi đã hỏi, tôi hiểu rằng toàn bộ cái phrase, cái câu, cái cụm mà cô ấy nói thì nó như thế nào. Whenever I didn't understand what she or any other Polish speaker said, I smiled and laughed a little at my own silliness to help the other person feel more at ease. Rather than switch to another language, it worked. The conversation stayed entirely in Polish in both my Skype exchange and my time with Goshka. Minus the rare clarifications, even though I had just started to learn the language.
Whenever I didn't understand what she or any other Polish speaker said, I smiled and laughed a little at my own silliness to help other person feel more at ease, rather than switch to another language. Bất cứ khi nào mà tôi không có hiểu được cái mà cô ấy hoặc là những cái người ở Ba Lan khác nói, tôi chỉ có cười. Tôi cười nhẹ hoặc là cười lớn một chút trong cái vì cái sự im lặng của mình, at my own silence, trong cái sự im lặng của mình, để giúp cho cái người kia cảm thấy là thoải mái hơn, dễ chịu hơn, thay vì là chuyển qua một ngôn ngữ khác. It worked, và nó đã hoạt động. The conversation stayed entirely in Polish in both my Skype exchange and my time with Gorska. Minus the clarifications, even though I had just started to learn the language. Cái cuộc hội thoại thì trọn vẹn trong tiếng Ba Lan, trong cả cái trao đổi bằng Skype và cả thời gian mà tôi ở với Gorska. Minus the right clarification nè, trừ những cái lời giải thích hiếm hoi, thậm chí là tôi chỉ mới bắt đầu học ngôn ngữ. Mặc dù tôi chỉ mới bắt đầu học ngôn ngữ. Rồi mời chị Vĩnh tiếp tục nhé. As I progress in a language and understand more of what is being said to me, I have to rely less and less on extrapolation and what I call contextis. I'll never stop using these entirely, but I will eventually rely on them almost as infrequently as I do in English. As I progress in a language and understand more of what it is said to me. Khi mà tôi tiến bộ trong ngôn ngữ và hiểu được những gì nói với tôi, những gì đang nói với tôi, và tôi khi đó rồi là I have to really less and less on extrapolation and what I call context. Tôi có thể không phải ngoại suy và những cái gì mà tôi nói gọi là ngữ cảnh. I never stop using the entirely, but I will eventually rely on them almost infrequently as I do in English. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại và khi sử dụng chúng hoàn toàn, nhưng tôi sẽ cuối cùng sẽ dựa vào chúng và hầu như không thường xuyên nói tiếng Anh. I have a strange suggestion for you. Spend 2 weeks learning Esperanto. A study in Sweden found that students who had been learning French for 2 years were outperformed by those who had learned Esperanto for 1 year and then French for just 1 year. They had ultimately learned less French but actually did better in French exams. I have a suggestion for you. Spend 2 weeks learning Esperanto. Tôi có một gợi ý mới với bạn rằng hãy sử dụng khoảng 2 tuần để học tiếng Esperanto, để học được một theory in Sweden found that students who had been learning French for 2 years were outperformed by those who had learned Esperanto for 1 year and then French for just 1 year. Có một sinh viên ở Thụy Điển cho thấy rằng là sinh viên đó có đã học tiếng Pháp trong khoảng 2 năm, là 2 năm có kết quả tốt hơn là những cái người mà học Espanol
trong vòng một năm và sau đó học tiếng Pháp trong một năm. They have ultimately learned less French, but actually did better in French exam. Cuối cùng họ đã học ít tiếng Pháp hơn, nhưng thực sự đã làm tốt hơn trong các kỳ thi tiếng Pháp. You don't need a whole year, though. Keep in mind that you are not in an academic in. Dạ, chị hỏi gì ạ? Cái đoạn trên đấy có phải là tức là nên dành thời gian chỉ học một thứ tiếng liên tục không? Đây mình đọc tiếp câu này nữa đi rồi mình mới hiểu được cái ý của tác giả. Environment. Using traditional study methods and only for a couple of hours each week. I find that with an efficient learning approach and working at it intensively for just 2 weeks or longer, if you can't do it so intensively, you can make a lot of progress in a language. The reason I'm suggesting Esperanto is that it was intentionally designed to be the easiest language you could possibly learn. It was artificially created in the 19th century and has gained a lot of support with a very strong community behind it. As such, you can easily find someone willing to have a practice chat with you in Esperanto. Yes. You don't need a whole year to keep in mind that you are not in an academic environment. Bạn không cần phải cần phải cả năm, và hãy nhớ rằng bạn đang ở đang không ở chứ không ở một môi trường học thuật. Use in traditional study method and only for a couple of hours each week. Và sử dụng cái phương pháp học truyền thống và nó chỉ có thể học vài giờ mỗi tuần, học vài giờ mỗi tuần. I find that with an efficient learning approach and working that is intensively for just 2 weeks. Trong trường tôi thấy rằng một phương pháp học tập hiệu quả và làm việc chuyên sâu chỉ trong 2 tuần. Or longer if you can do it so intensively. Hoặc là lâu hơn, bạn không thể làm điều đó một cách chắc chắn là nhanh hơn. But you can make a lot of progress in a language. Bạn có thể sẽ tiến bộ nhiều trong ngôn ngữ. The reason I'm suggesting experience is that you were intentionally designed to be the earliest language you could probably learn. Lý do mà tôi đang khẳng định cái tiếng Esperanto này là cái design là kiểu ngôn làm cái mẫu ngôn ngữ để học dễ hơn khi bạn có thể học nó. It was physically created in the I gained a lot of support with a very strong community behind it. Nó sẽ vĩ đại hơn, nó sẽ tiến bộ hơn trong cái ngôn ngữ giảm. Bạn có thể học nó. But it was officially nó sẽ tiến bộ hơn trong vòng ở thế kỷ thứ 19.
cái bạn này. Cộng đồng đằng sau nó. Rồi. After such, you can easily find someone willing to have a mình sẽ đặt lại cái này. I it were officially created in the 19th century, I have gained a lot of support with a very strong community behind it. Nó được tạo ra một cách nhân tạo ở thế kỷ thứ 19 và được nhiều sự ủng hộ với một cộng đồng rất mạnh đằng sau nó. As such, you can easily find someone willing to have a practice a chat with you in experience. Giống như là như vậy, bạn có thể dễ dàng tìm thấy ai đó trò chuyện thực hành với bạn bằng tiếng Esperanto. One of the best resources for this I've found is learnu.net. The forums and chat rooms will have other people to practice with. And the site has a detailed and completely free course to teach you the language. Because it's so straightforward, you won't have much grammar to drag you down. And the vocabulary is very easy to learn. Em đọc lúc nha. One of the best resources for this I have found this learn less là một trong những tài nguyên tốt nhất cho việc này là tôi tìm thấy là cái trang learnu.net. The forum and chat room we have other people to practice with. Cái mẫu hay là các diễn đàn và phòng trò chuyện sẽ có những người khác để thực hành cùng, bậc trang web để thực hành cùng. Và the site has a detailed and completely free course to teach your user language. Và một cái trang web có một khóa học chi tiết và hoàn toàn miễn phí để dạy bạn ngôn ngữ này. Because it's so straightforward, you won't have much grammar to drag you down. And the vocabulary is very easy to learn. Bởi vì nó rất đơn giản, bạn sẽ không có nhiều ngữ pháp để kéo bạn xuống. Và những từ vựng dễ học. Ừ.